Sau gần 2 năm, vụ án liên quan bị cáo Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam cùng đồng phạm tạm khép lại với bản án 3 năm tù dành cho bị cáo Nguyễn Phương Hằng, Đặng Anh Quân 2 năm 6 tháng tù và Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân cùng nhận mức án 1 năm 6 tháng tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Bản án kết thúc để lại một bài học đắt giá cho những người sử dụng không gian mạng. Công dân có quyền tự do ngôn luận nhưng không được sử dụng để xúc phạm, xâm hại đến quyền, lợi ích của tổ chức cá nhân khác. Theo hội đồng xét xử, bị cáo Nguyễn Phương Hằng thực hiện phát nhiều buổi live stream trên không gian mạng, phát ngôn có nội dung bịa đặt, biết rõ thông tin không đúng sự thật hoặc thông tin chưa được kiểm chứng, xúc phạm nghiêm trọng uy tín danh dự của các cá nhân, đưa lên không gian mạng những thông tin bí mật cá nhân, bí mật gia đình, đời sống riêng tư của nhiều người. Tại phiên tòa, bị cáo cũng trả lời mình không biết luật an ninh mạng, chỉ đến khi bị bắt mới biết sai phạm. Việc tuyên phạt các bị cáo về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo quy định tại Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Các hành vi có liên quan đến luật an ninh mạng của Việt Nam nêu lên sự kết hợp giữa khía cạnh pháp luật và văn hóa trong việc sử dụng mạng xã hội. Đây là án phạt nghiêm minh cho các bị cáo mà từ đây cũng là thức tỉnh những ai cố tình hiểu sai lệch, đánh tráo khái niệm về tự do ngôn luận. Tại Việt Nam, quyền tự do ngôn luận của công dân đều được hiến định trong các hiến pháp qua nhiều thời kỳ. Điều 25 Hiến pháp 2013 ghi rõ, công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình, việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định. Vậy, tự do ngôn luận không phải là muốn nói gì thì nói, mà phải trong khuôn khổ pháp luật cho phép. Các chuyên gia cho rằng, bình luận và thảo luận trực tuyến là một phần quan trọng của tự do ngôn luận, nhưng việc lan truyền thông tin sai lệch, xuyên tạc và xúc phạm người khác không được coi là bảo vệ tự do ngôn luận. Điều 331 Bộ Luật Hình sự quy định, người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Phạm tội ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Và còn nhiều luật và văn bản dưới luật khác chế tài các hành vi tội phạm trên không gian mạng. Ngay sau phiên tòa này, những ai đang mơ hồ về tự do ngôn luận hẳn đến lúc phải tỉnh thức. Giả mạo cán bộ, cơ quan chức năng hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng giả mạo để lấy dữ liệu và chiếm quyền điều khiển điện thoại là hình thức lừa đảo mới được ghi nhận. Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa phát đi thông báo phát hiện trên không gian mạng một trang web giả mạo cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Người dân cần tỉnh táo khi thực hiện các giao dịch trên không gian mạng. Giao diện của cổng dịch vụ công ngành bảo hiểm xã hội tại địa chỉ dịchvucong.bohiemxahoi.gov.vn. Còn đây là giao diện của một website giả mạo với tên miền là dịchvucongbohiemxahoi.com. Ngoài khác đuôi tên miền thì giao diện của website giả mạo cũng sử dụng logo và giao diện chức năng có sự tương đồng với website chính thức của ngành bảo hiểm xã hội. Trong web giả mạo này sử dụng địa chỉ IP nước ngoài. Sau khi người dân đăng nhập vào website giả mạo bằng thông tin tài khoản đăng nhập vào hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các đối tượng thu thập thông tin và yêu cầu người dân phải đóng phí để thực hiện dịch vụ công và cách chuyển khoản đến các số tài khoản cung cấp sẵn. Hiện nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang cung cấp 25 dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Tất cả các dịch vụ này đều được thực hiện hoàn thành, hoàn toàn miễn phí. Do vậy mà người dân cần hết sức thận trọng khi thấy có các yêu cầu nộp tiền để thực hiện dịch vụ công. Cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ có một địa chỉ duy nhất với tên miền là .gov.vn. Bảo hiểm xã hội Việt Nam không sử dụng tên miền có cấu trúc .com.vn hoặc .com.